chấn động. Thầy Tử Vi báo trước cực chính xác, đúng từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024, tuổi Quý Sửu sinh 1973. Thần tài trả ơn, tiền của ào ào đổ về, dẫn số giàu sang phú quý, tiền tiêu phủ phê, vào nước tường đổ dách. Quý bản mệnh tuổi Quý Sửu thân mến, Quý Sửu cần nhớ, không có lòng hại người thì phải có cái tâm phòng người. Bản thân mình không phải là Lý Thông, nhưng đừng để mình thành thạch sanh trong mắt người khác. Lựa chọn sống thắng, không tiểu nhân cũng chẳng mưu kế là một lựa chọn thanh cao và trong sạch, nhưng lựa chọn quá thoáng, tính cả nể, dễ tin tưởng để khiến người khác lợi dụng công sức của bản thân, thì chỉ có thể dùng hai từ ngu muội để hình dung: người đáng thương luôn có chỗ đáng trách. Tiền nhân sư cho biết, mỗi một người sinh ra đều đã được an bài trong số mệnh gọi là tiên thiên, nhưng không chỉ có thuận một con đường, cũng không phải là không thể thay đổi. Dẫu con người thông qua những nỗ lực hậu thiên của mình có thể cải biến vững mạnh ở một mức độ nào đó, nhưng mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên, nếu đã nỗ lực một cách mù quáng thì chẳng thể thay đổi được điều lớn lao. Vậy nên, chỉ có thể tận nhân sự tính thiên mệnh, dốc hết sức mình, nhưng dân theo thiên mệnh ắt phải thuận theo thiên đạo mà hành nghĩa, là căn cứ vào những việc làm trong kiếp trước mà phân thiện ác và đức nghiệp lớn nhỏ, đối ứng thiện hữu thiện báo, ác hữu ác báo. Những biểu hiện về vững mạnh, phúc và họa, hung và cát, thọ và yểu, hết thảy đều là kết quả của nhân quả báo ứng. Do vậy, tuân theo phép tắc quy luật của vũ trụ, trọng đức hướng thiện, sửa đổi lỗi lầm, tránh làm việc xấu là có thể cải mệnh mà thôi. Kính thưa quý khán giả, và đặc biệt là quý bản mệnh tuổi Quý Sửu sinh 1973 thân mến, theo luận giải mới nhất từ bậc thầy tử vi hàng đầu phương Đông, tuổi Quý Sửu là số ít con giáp nhờ đức năng thắng số, hậu vận cực may, cực đỏ, khó ai sánh bằng. Và từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, tuổi Quý Sửu biết được điều này thì sẽ cải vận thay mệnh, phất lên giàu có bất ngờ, tiền bạc ập đến, phát tài giàu to. Vậy, hãy cùng xem diễn biến vận trình từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch của tuổi Quý Sửu ngay trong video này quý khán giả nhé. Quý cô bác tuổi Quý Sửu thân mến, cô bác biết đấy, sau bao nhiêu chuyện xảy ra, lúa mì sẽ luôn là lúa mì, dù trước đó người ta tưởng nó là cỏ dại. Tôi chỉ có thể nói cho Quý Sửu rằng, cô bác tài giỏi, đủ giỏi và có trình độ nhiều hơn là cô bác nghĩ đó. Nhưng nếu cứ trần chờ, nếu cứ giật giờ, nếu cứ để mọi thứ hững hờ trôi, lững lờ chảy thì thật sự sẽ chỉ là sự phí hoài. Thời gian năm này qua năm khác, tháng này qua tháng nọ thấy chẳng có gì quá khác biệt. Nhiều khi có người nói sự giàu có không hẳn là có nhiều tiền bạc hơn, mà đôi khi đó là cô bác có ít nhu cầu hơn cho bản thân mình. Quý Sửu luôn là như thế, ít nhu cầu, sao cũng được, chỉ dành những điều tốt nhất cho những người họ yêu thương. Nhưng trong cái đoạn này, tôi mong cô bác sẽ thay đổi cái kiểu suy nghĩ đấy trong những năm tháng vàng quan trọng này. Mong cô bác có thể khao khát nhiều hơn, tham vọng nhiều hơn, có nhu cầu nhiều hơn, có mong mỏi nhiều hơn, để từng cái nhiều hơn đó sẽ tập trung lại trở thành động lực, thành cội nguồn cho mong muốn thay đổi, cho nỗ lực vươn lên của cô bác ở thời điểm này. Lẽ dĩ nhiên không có cũng chẳng sao, không thay đổi cũng chẳng ai ép được cô bác cả. Nhưng như thế có khi cô bác sẽ lỡ dở bức tranh đẹp ở phía bên kia của sườn đồi rồi, và nếu vậy sẽ thực sự đáng tiếc lắm thay. Người tuổi Quý Sửu sinh 1973 thuộc mệnh mộc, tang đố mộc, cây dâu tằm. Tuổi Quý Sửu là người siêng năng, có năng lực đáng tin cậy và tốt bụng. Họ rất có khả năng quản lý cảm xúc của mình một cách thích hợp. Họ là những người có suy nghĩ đúng đắn và thích giúp đỡ những người gặp khó khăn. Họ rất kiên nhẫn và cẩn thận trong việc làm, và không dễ bị ảnh hưởng bởi người khác hoặc môi trường xã hội. Tuy nhiên, hầu hết tuổi Quý Sửu đều cứng rắn và cáu kỉnh, thường làm hỏng mọi thứ, ngay cả khi có một trái tim nhân hậu. Họ là người cứng đầu và hiếm khi lắng nghe ý kiến của người khác. Họ thiếu sự hài hước và nhiệt tình, không giỏi giao tiếp. Những người tuổi Quý Sửu có những phẩm chất tốt đẹp như tốt bụng, lương thiện. Họ có thể dành cả cuộc đời để tận tâm, tận lực cống hiến cho lợi ích chung của cộng đồng, xã hội. Đối với sai lầm của người khác, họ sẵn lòng bao dung, tha thứ, bởi họ quan niệm rằng tha thứ cho sai lầm của người khác cũng là giải thoát cho chính bản thân mình. Sự quyết đoán của người tuổi Quý Sửu luôn được đánh giá cao. Đứng trước những cơ hội, họ sẽ là người đầu tiên đưa ra những hành động quyết liệt để cạnh tranh với các đối thủ khác. Sự thông minh và óc sáng tạo giúp những người tuổi này tận dụng tối đa các cơ hội để đưa sự nghiệp của họ phát triển lên một tầm cao mới. Người tuổi Quý Sửu có tài ăn nói uyển chuyển,
cư xử khéo léo, lịch thiệp, nên họ nhận được lòng tin và sự ủng hộ của rất nhiều người. Dù đôi khi họ vẫn tỏ ra bảo thủ, nhưng họ sẽ nhanh chóng nhận ra sai lầm của bản thân và sẵn sàng tiếp thu ý kiến của người khác. Vận may nghề nghiệp của những người tuổi Quý Sửu không ổn định lắm. Đối với nhân viên văn phòng, họ có thể không được các nhà lãnh đạo thực hiện nghiêm túc vì họ không biết cách thể hiện bản thân. Có ý kiến cho rằng họ nên học cách thể hiện bản thân nhiều hơn và phấn đấu cho nhiều chuyến công tác hơn để các nhà lãnh đạo có thể khám phá tài năng của họ. Đối với các doanh nhân, họ nên tích lũy một số kinh nghiệm trước khi bắt đầu kinh doanh. Điều này dễ thành công hơn là bắt đầu kinh doanh trực tiếp. Tuổi Quý Sửu khá may mắn trong cuộc sống. Đối với nhân viên văn phòng, mặc dù nghề nghiệp của họ không đủ ổn định, mức lương tương đối tốt, nếu họ học được cách thể hiện bản thân tốt trong sự nghiệp, mức lương của họ sẽ cao hơn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là tổng quan vận trình tử vi của tuổi Quý Sửu sinh 1973, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này được nhận định là một thời điểm khá sáng với người tuổi Quý Sửu trên hầu hết các phương diện. Sự che chở của các ngôi sao may mắn giúp bạn nắm bắt cơ hội tốt hơn, bản mệnh dần gặt hái được thành quả cho những nỗ lực của mình và cuộc sống sẽ đi đúng hướng mong muốn hơn. Nhờ nguyệt lệnh lâm quan đới nên sự nghiệp của con giáp này phát triển ổn định, bản mệnh phát huy được các ưu điểm là nghiêm túc, cẩn trọng và tỉ mỉ của mình, nên tiến độ và hiệu suất công việc khá cao. Cách làm việc của bạn cũng bớt phần cứng nhắc, thay vào đó là sự linh hoạt và uyển chuyển trong từng tình huống, cũng bởi tuổi này đã biết tiếp thu và quan sát nhiều hơn. Vận trình tài vận của tuổi Quý Sửu từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này khá ổn định. Tuy vẫn chưa có đột phá rõ ràng như mong muốn của bạn, nhưng cũng có khoản ra khoản vào, thu nhập đủ để khiến bạn yên tâm. Bạn cũng nên chú ý hơn đến việc quản lý tài chính và đầu tư, không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Sức khỏe của con giáp này từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch tốt hay xấu còn tùy thuộc vào cách bạn chăm sóc bản thân ra sao. Thời điểm này công việc nhiều, thời gian nghỉ ngơi sẽ bị thu ngắn lại. Bạn có thể gặp tình trạng mất ngủ hoặc bỏ bê ăn uống. Hãy nên có sự điều chỉnh hợp lý để đảm bảo sức khỏe cũng như nguồn năng lượng cần thiết để làm việc. Phương diện tình cảm của bản mệnh từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này cũng có nhiều đào hoa chiếu mệnh, đặc biệt là với người độc thân. Bản mệnh là người đa tài đa nghệ, biết chú trọng đến ngoại hình nên rất dễ thu hút sự chú ý của người khác giới. Quan trọng là bạn phải tin tưởng để chọn ra ai là người phù hợp. Tuy nhiên, với người đã lập gia đình, bạn cần chủ động giữ khoảng cách thích hợp với người khác, chớ đẩy mình vào những mối quan hệ phức tạp. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo chương trình ngày hôm nay, ngay sau đây sẽ là phần luận giải vận trình tử vi chi tiết trên từng phương diện cuộc sống của tuổi Quý Sửu sinh 1973, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Xét về phương diện công danh sự nghiệp của tuổi Quý Sửu sinh 1973, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, người tuổi Quý Sửu được nguyệt lệnh lâm quan đới che chở, thái độ làm việc nghiêm túc và chăm chỉ sẽ mang đến cho bản mệnh nhiều thành quả xứng đáng. Các tinh tử vi sẽ giúp bạn nắm bắt cơ hội tốt hơn, chứng minh năng lực một cách không thể bàn cãi và cuộc sống sẽ đi đúng hướng mong muốn của bạn. Cách làm việc của bản mệnh cũng bớt phần cứng nhắc, thay vào đó là sự linh hoạt và uyển chuyển trong từng tình huống. Cũng bởi bạn đã biết tiếp thu và quan sát nhiều hơn, dù công việc bận rộn và nhiều áp lực, nhưng con giáp này lại không hề cảm thấy căng thẳng, mệt mỏi. Ngược lại, bạn cảm thấy vô cùng phấn khởi và vui vẻ. Bạn cũng luôn nỗ lực hết mình, luôn muốn biết bản thân mình thiếu sót ở đâu để nắm bắt được và thay đổi. Rất có thể một vị trí mới sẽ đón chào tuổi Quý Sửu từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này. Cơ hội hiếm hoi này không phải lúc nào cũng có, nên bạn hãy dốc toàn lực để thể hiện khả năng của mình nhé. Hiệu quả công việc cũng nhờ thế mà tăng lên đáng kể. Đây chính là cơ hội để bản mệnh khẳng định năng lực. Trong thời điểm này, nếu phải đi xa vì công việc thì bạn cũng đừng nề hà mà hãy sẵn sàng cho mọi tình huống nhé. Nếu bạn đang ấp ủ tham vọng gì thì thời điểm này có thể tiến hành được rồi, bởi sẽ có người hỗ trợ nhiệt tình theo nhiều cách. Con giáp này cũng hiểu rõ hơn về các cơ hội đầu tư, chấp nhận rủi ro nhưng vẫn nên thận trọng trong hợp đồng để tránh các xung đột về tài chính không đáng có. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu tâm hơn trong quá trình làm việc chung với đồng nghiệp, làm việc nhóm. Việc xảy ra một số tranh cãi là điều khó tránh khỏi,
Tuy nhiên trong trường hợp này, người tuổi Quý Sửu không nên hành động bốc đồng, chứ đừng nói đến việc nói những lời cực đoan không kiềm chế, vì điều này sẽ dễ làm mất lòng đối phương và gây bất lợi cho tiến độ công việc sau này. Xét về phương diện tài lộc của tuổi Quý Sửu sinh 1973, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, đường tài vận của tuổi Quý Sửu khá ổn định, thế nên nếu muốn có được cuộc sống sung túc, giàu có, thì bản mệnh nên chú ý dành thời gian và sức lực tập trung cho chuyện kiếm tiền, những chuyện khác tạm gác lại đã. Tất nhiên, để có nguồn thu nhập cao, bạn sẽ phải cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả mà bạn thu được cũng rất đáng để nỗ lực. Con giáp này cũng nên chú ý hơn đến việc quản lý tài chính và đầu tư, không nên dễ dàng tin tưởng người khác. Cũng không nên mạo hiểm vì muốn tìm lối tắt kiếm tiền nhanh chóng, hãy chú ý đến tính hợp lý của các khoản đầu tư mà bạn được rủ mời tham gia. Ngoài ra, bạn có thể sử dụng thời gian rảnh của mình để kiếm thêm tiền để đảm bảo cho cuộc sống tương lai. Đừng lãng phí thời gian quý báu của bạn, mà hãy tận dụng tối đa từng khoảnh khắc để tăng thu nhập. Về chi phí sinh hoạt, tuổi Quý Sửu cần chú ý kiểm soát ham muốn tiêu dùng của mình để tránh chi tiêu quá mức. Lập kế hoạch và quản lý tài chính cá nhân hợp lý, tiết kiệm một cách nghiêm túc là những lựa chọn sáng suốt. Xét về phương diện sức khỏe của tuổi Quý Sửu sinh 1973, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Về mặt sức khỏe, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, thể trạng của người tuổi Quý Sửu có dấu hiệu suy giảm nhẹ. Chủ yếu do áp lực công việc và cuộc sống bận rộn cuốn bạn đi dẫn đến việc bỏ bê chăm sóc bản thân. Thời điểm này công việc nhiều, thời gian nghỉ ngơi sẽ bị thu ngắn lại, bản mệnh có thể gặp tình trạng mất ngủ hoặc bỏ bê ăn uống. Nên có sự điều chỉnh hợp lý để đảm bảo sức khỏe cũng như nguồn năng lượng cần thiết để làm việc. Bạn có thể tăng cường bổ sung dinh dưỡng và tăng cường tập thể dục để duy trì thể chất khỏe mạnh. Ngoài ra, con giáp này cũng cần kiểm soát chế độ ăn uống và tránh ăn quá nhiều đồ cay nóng để tránh làm tổn hại dạ dày. Bạn có thể đi bộ vừa phải để thư giãn sau bữa ăn. Xét về phương diện tình cảm, gia đình và các mối quan hệ của tuổi Quý Sửu sinh 1973, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch này, hai các tinh Thái Dương và Thiên Diêu đem tới nhiều đào hoa cho người tuổi Quý Sửu. Bản mệnh nhanh chóng mở rộng được các mối quan hệ, đi đến đâu cũng có thể trở thành tâm điểm của đám đông. Với người còn độc thân, bạn có thể nhận được những lời làm quen của nhiều đối tượng khác giới. Bạn nên cởi mở để có thể thử trò chuyện với mọi người. Rất có thể thông qua quá trình tiếp xúc, bạn sẽ nhận ra ai là người phù hợp với mình. Tuy nhiên, bạn cũng cần tránh hành động bắt cá hai tay chỉ vì xung quanh mình đang có quá nhiều đối tượng để lựa chọn. Chỉ khi chân thành trong tình cảm, bạn mới phát triển được các mối quan hệ lâu dài, đáng tin cậy. Với những ai đã có gia đình, vấn đề đào hoa quá dượng lại không phải điềm lành. Dù vợ chồng bạn thân thiết đến mấy thì cũng dễ bị làm phiền bởi những đối tượng chủ động tiếp cận con giáp này, nên chú ý giữ khoảng cách với mọi người xung quanh. Không nên có mối quan hệ mập mờ với bất cứ ai, bởi hành động đó không chỉ gây tổn thương cho gia đình mà còn ảnh hưởng tới chính danh tiếng, công việc của bạn. Quý khán giả thân mến, và tiếp theo ngay sau đây sẽ là những ngày may mắn nhất từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 cho tuổi Quý Sửu sinh 1973. Ngày mùng 6 đầu tháng 9 âm lịch. Ngày này, người tuổi Quý Sửu có thể dễ dàng xử lý các công việc phức tạp, thể hiện khả năng vượt trội với đồng nghiệp và người giám sát, nâng cao hơn nữa tầm ảnh hưởng của mình trong công việc. Ngày mùng 7 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, người tuổi Quý Sửu luôn nỗ lực vươn lên để gây dựng cơ nghiệp, và đây là thời điểm bạn nhận được những tín hiệu tích cực, báo hiệu bạn đã thành công bước đầu. Ngày 15 đầu tháng 9 âm lịch. Trong ngày này, những nỗ lực và tài năng của người tuổi Quý Sửu sẽ được công nhận, mọi người sẽ đánh giá cao hơn và cấp trên sẽ dành thêm cho bạn nhận những cơ hội. Quý khán giả thân mến, tiếp theo ngay sau đây sẽ là vận trình tử vi chi tiết từng tuần của tuổi Quý Sửu sinh 1973, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Tử vi tuần 1 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Quý Sửu sinh 1973. Tuần này do tương xung tác động, người tuổi Quý Sửu thường xuyên cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi,
bạn hãy tìm cách loại bỏ những suy nghĩ tiêu cực, bi quan nếu không muốn thêm mệt mỏi. Trên phương diện tài lộc, trong tuần này may mắn là có chính tài phù trợ, bản mệnh có một túi tiền khá rủng rỉnh. Một phần lớn là nhờ thói quen chi tiêu có kế hoạch của bạn, hãy tiếp tục duy trì thói quen tốt này, bạn sẽ chẳng bao giờ phải lo đến chuyện thiếu tiền tiêu. Về chuyện tình cảm trong tuần này, người độc thân có thể nhận được sự quan tâm đến từ một vài đối tượng khác giới. Song con giáp này nên dành thời gian tiếp tục tìm hiểu đối phương, chứ chớ nên vội vàng tin tưởng và đến với người đó. Sự cả tin có thể khiến bạn phải chịu tổn thương sau này. Tử vi tuần thứ 2 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024 của tuổi Quý Sửu sinh 1973. Tuần này, tương xung có thể là nguyên nhân khiến cho người tuổi Quý Sửu trở nên ngang bướng, khăng khăng với nhận định của bản thân mà không hay biết rằng điều đó đang khiến bạn gặp khá nhiều rắc rối trong công việc. Sự cố chấp khiến cho con giáp này chẳng thể nhìn thấy những lỗi lầm mà mình đang mắc phải. Tỷ thiên còn mang tới những rắc rối khiến bản mệnh dễ vướng vào bất hòa. Bạn tranh cãi khá nhiều với đồng nghiệp khiến cho việc hợp tác làm việc trở nên khó khăn hơn gấp bội phần. Nếu là vấn đề liên quan đến tài chính, bạn càng nên cẩn thận và khiêm tốn hơn, tránh mua rắc rối vào người. Trong tuần này, ảnh hưởng của thổ khí dượng khiến tuổi Quý Sửu có cảm giác không yên trong lòng. Nếu làm gì quan trọng trong tuần sẽ dễ dẫn đến sai sót, bạn nên tâm sự với nửa kia hay người tin cậy để xả bớt những nỗi niềm đang dồn nén trong lòng. Tiếp theo là cẩm nang dượng dẫn cho tuổi Quý Sửu sinh 1973, từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Khẩu quyết: công việc bận rộn và nhiều áp lực, tài vận khá ổn định. Quý nhân là tuổi Tý và tuổi Tỵ. Tiểu nhân là tuổi Tuất và tuổi Thân. Màu sắc may mắn là màu đen và màu đỏ. Con số may mắn 27, 64 và 73. Quý khán giả thân mến, để công việc hợp tác làm ăn được thêm phần suôn sẻ và thuận lợi thì chắc chắn chúng ta cần tìm được người đối tác phù hợp, giúp cho vận khí tăng lên gấp bội lần, kích tài dưỡng lộc, thu hút may mắn. Về tuổi Quý Sửu sinh 1973 nên hợp tác với những tuổi nào để mang lại vận may về tài lộc cũng như sự nghiệp, xin mời quý khán giả cùng theo dõi tiếp video. Tuổi Quý Sửu với tuổi Tý. Mặc dù người tuổi Quý Sửu không có nhiều ý tưởng, nhiều sáng kiến, nhưng bù lại, họ lại có ưu điểm là khá chăm chỉ. Nếu hợp tác với người tuổi Tý trong lĩnh vực kinh doanh thì thật khá tốt, sẽ gặt hái được nhiều thành công lớn. Tuổi Quý Sửu với tuổi Sửu. Hai người cùng tuổi Sửu sẽ kết hợp khá ăn ý với nhau trong kinh doanh nhờ sự chăm chỉ và nỗ lực không ngừng. Tuy nhiên, đôi khi sự võ đoán của một người sẽ khiến người kia gặp rắc rối. Bên cạnh đó, người tuổi Quý Sửu thỉnh thoảng rất kỹ tính và hay bình luận người khác. Nhưng nếu ngay từ lần đầu mối quan hệ của hai người suôn sẻ thì sẽ mở đường cho những thành công sau liên tiếp. Tuổi Quý Sửu với tuổi Dần. Nếu là đối tác kinh doanh, họ có thể kết hợp và tận dụng được những thế mạnh bên kia có nếu cả hai cùng cầu thị. Người tuổi Dần có thể học được rất nhiều điều bổ ích từ tuổi Quý Sửu, sâu sắc và chăm chỉ. Bên cạnh đó, tuổi Quý Sửu có thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong công việc vì luôn có tuổi Dần thông minh, táo bạo và thường đưa ra những ý tưởng mới. Tuổi Quý Sửu sẽ dạy tuổi Dần cách bình tĩnh và tập trung. Ngược lại, tuổi Dần chỉ cho tuổi Quý Sửu cách đưa ra ý tưởng và mở rộng kiến thức. Tuổi Quý Sửu với tuổi Mão. Khi là đối tác làm ăn, tuổi Mão thường làm việc theo sự chỉ dẫn của tuổi Quý Sửu. Bởi người tuổi Quý Sửu rất chăm chỉ và đặc biệt, tuổi Mão rất khâm phục tuổi Quý Sửu bởi sự tốt tính và ứng xử điềm đạm. Trong khi một số tuổi khác chơi với tuổi Mão vì tuổi Mão khá bị động và dễ sai khiến, thì tuổi Quý Sửu tìm đến tuổi Mão với lý do hoàn toàn khác. Đó là sự chân thành. Vì vậy, tuổi Mão rất khâm phục và mến mộ tuổi Quý Sửu. Với sự hài hòa của hai nhân cách này, sự kết hợp của họ sẽ rất hệ thống và chắc chắn. Tuổi Quý Sửu với tuổi Thìn. Trong mối quan hệ làm ăn, hai con giáp này góp phần tạo nên một tập thể khá vững chắc. Tuổi Thìn khá nhạy bén trong chuyện kiếm tiền, nhưng không vì vậy mà coi tiền hơn tất cả. Tuổi Quý Sửu tâm phục khẩu phục tuổi Thìn về đặc điểm trên và thành tâm hết sức để cùng tuổi Thìn xây dựng tập thể chung. Tuổi Quý Sửu với tuổi Tỵ. Nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Sửu và tuổi Tỵ khá hợp. Cả phương pháp tiếp cận vấn đề hết sức thực tế và thận trọng của tuổi Quý Sửu sẽ bổ sung cho tuổi Tỵ ở chỗ
tuổi Tỵ thường nhanh chóng và khá trực giác khi đưa ra quyết định. Tuổi Tỵ khá thông thái và linh hoạt trong chuyện kiếm tiền. Bên cạnh đó, tuổi Tỵ còn khéo giao tiếp và khá nổi bật trong công việc. Điều này chính là niềm mong đợi của tuổi Quý Sửu, vì tuổi này thường hợp với vị trí hậu phương hơn. Tuổi Quý Sửu với tuổi Ngọ. Khi là đối tác kinh doanh, hai hành tinh này thành công hay thất bại phụ thuộc chủ yếu vào con đường mà tuổi Ngọ chọn, bởi tuổi Ngọ luôn thay đổi và có nhiều hướng đi. Tuy vậy, tuổi Ngọ khá chăm chỉ, điều này khiến tuổi Quý Sửu đánh giá rất cao. Họ sẽ kết hợp rất ăn ý khi tuổi Sửu ủng hộ và đi cùng đường với tuổi Ngọ. Tuổi Quý Sửu với tuổi Mùi. Khi là đối tác làm ăn, hai tuổi này cần cố hiểu nhau thì mọi chuyện sẽ mới êm ấm. Khi mỗi người coi những điểm mạnh của người kia là tài sản quý giá, thì họ sẽ tạo thành một tập thể khá vững chắc. Nhưng nói bao giờ cũng dễ hơn làm, bởi vậy đòi hỏi cả hai tuổi này phải cùng cố gắng và kết hợp hài hòa. Tuổi Quý Sửu với tuổi Thân. Nếu là đối tác làm ăn, hai hành tinh này rất khó giao tiếp với nhau, bởi đơn giản họ có mục tiêu khác nhau. Tuổi Quý Sửu muốn làm việc tập trung, chăm chỉ và làm đúng ngay từ lần đầu. Trong khi đó, tuổi Thân chỉ tập trung vào công việc khi biết chắc kết quả là tuyệt vời thôi. Ngược lại, tuổi Thân sẽ thấy chán ngán bởi tính thực tế, bảo thủ của tuổi Quý Sửu và hơn thế nữa còn coi tuổi Quý Sửu là kẻ phá đám. Tuổi Quý Sửu với tuổi Dậu. Tuổi Quý Sửu và tuổi Dậu đều khá thận trọng trong cách tiếp cận cuộc sống. Hai hành tinh này đều chọn cách giải quyết thực tế và ít khi thích mạo hiểm. Những đặc điểm của hai con giáp này sẽ giúp họ kết hợp rất ăn ý trong công việc. Bởi vậy, nếu là đối tác kinh doanh, tuổi Quý Sửu và tuổi Dậu sẽ tạo thành một tập thể khá vững mạnh đó. Khi đó, tuổi Quý Sửu sẽ là xương sống của tổ chức, còn tuổi Dậu sẽ là người thúc đẩy cho sự nghiệp của hai người phát triển theo hướng tích cực. Tuổi Quý Sửu với tuổi Tuất. Khi là đối tác kinh doanh, họ sẽ rất phát đạt. Hai hành tinh này đều có giác quan kinh doanh khá nhạy bén. Tuổi Quý Sửu tin tuổi Tuất và ngược lại, tuổi Tuất chẳng bao giờ phải lăn tăn về tuổi Quý Sửu. Tuổi Quý Sửu vừa chăm chỉ, vừa cẩn thận ngay từ bước đầu. Còn tuổi Tuất có biệt tài đọc được tâm lý của người khác, nên họ tạo thành một mối quan hệ khá bền vững. Tuổi Quý Sửu với tuổi Hợi. Nếu là đối tác làm ăn, họ sẽ kết hợp khá thành công. Tuổi Hợi làm việc rất chăm chỉ vì lý tưởng của mình. Đây là điều mà tuổi Quý Sửu đánh giá rất cao. Người tuổi Hợi vốn khá cầu toàn nhưng cũng đánh giá rất cao khả năng của tuổi Quý Sửu. Tuổi Hợi thường có xu hướng nhìn vào điểm tốt của những người khác và thấy được rằng tuổi Quý Sửu rất trung thực, đáng tin cậy và có năng lực. Bởi vậy tuổi Hợi rất hài lòng. Tuổi Quý Sửu không bao giờ lợi dụng những gì tuổi Hợi có, nhất là tính cách dễ bị mắc lừa của tuổi Hợi như các con giáp khác có thể làm. Mâu thuẫn chỉ xảy ra khi cả hai hành tinh này đều bướng bỉnh, không ai chịu nhường ai. Tuổi Hợi thích làm theo cách của mình, còn tuổi Quý Sửu rất khó thay đổi ý định khi đã có niềm tin. Quý khán giả thân mến, thành công, giàu có và hạnh phúc là đích đến của tất cả chúng ta, nhưng không phải ai cũng có thể đạt được. Muốn giàu phải chấp nhận mất đi bốn thứ này, càng giữ càng nghèo, ai biết sớm là phúc. Một là sức ỳ của bản thân. Ai cũng biết, để đi đến thành công chúng ta phải kiên trì theo kế hoạch đặt ra. Một thời gian biểu hợp lý sẽ giúp chúng ta quản lý thời gian và công việc của mình. Tuy nhiên, kế hoạch thì có thể rất tỉ mỉ nhưng ít ai có thể kiên trì với nó, khiến cho kế hoạch đổ bể. Việc để cho mình sống thoải mái, tự do sẽ làm loãng dần tham vọng của mỗi người. Chỉ có thử thách, gian nan mới là một gáo nước lạnh dội cho đầu óc chúng ta trở nên tỉnh táo, sáng suốt, để có thể đạt được những điều lớn lao hơn. Một khi đã đạt được thành công và sự giàu có rồi, nhìn lại chặng đường đã qua, bạn sẽ nhận ra những giai đoạn thất bại đã trải qua đều là do chính bản thân bạn không vượt qua được sức ỳ của chính mình. Một khi đã vượt qua được điều này rồi, chắc chắn chúng ta sẽ tìm thấy những câu trả lời tốt hơn và sẽ khám phá được nhiều hơn về khả năng của bản thân. Lúc này, thành công và sự giàu có mới có thể mở rộng cửa ra để đón chào bạn. Hai là tính nóng giận. Một người muốn thành công và trở nên giàu có, chắc chắn trước tiên anh ta phải mất đi tính nóng giận và sau đó học cách kiểm soát tốt cảm xúc của mình. Cảm xúc thực tế chỉ là một phần của cuộc sống. Nếu bạn không thể kiểm soát tốt được một phần đó thì thật khó có thể kiểm soát toàn bộ cuộc sống của mình. Người xưa nói rằng, kẻ mạnh chính là người biết cách kiểm soát cảm xúc của mình. Những người thực sự mạnh mẽ thường sẽ từ bỏ cảm xúc của bản thân.
Họ biết cách nhẫn nhịn và không hề dễ nổi nóng. Nhẫn chính là để tích lũy sức mạnh, củng cố được bản thân, lấy đà để phát triển. Ba là tính phụ thuộc. Ở đời này, chỉ khi đi trên đôi chân của chính mình mới có cảm giác vững chắc. Chỉ cần học cách tự lập và dựa vào chính mình thì mới có thể làm giàu bền vững được. Tất nhiên, bạn hoàn toàn có thể tìm kiếm, tận dụng sự giúp đỡ từ những người khác, nhưng không nên phụ thuộc vào họ. Nếu không, bạn sẽ chẳng bao giờ tự tạo ra được tài sản cho riêng mình. Bạn phải biết rằng, kẻ mạnh thực sự họ luôn luôn độc lập, mạnh mẽ và can đảm trên con đường làm giàu. Chỉ khi bạn đủ mạnh mẽ, bạn mới có thể chạm tay tới thành công. 4 là thói quen hay than vãn. Cuộc sống này không bao giờ là dễ dàng cả, nhưng mỗi người lại có cách hành xử khác nhau khi đối mặt với những khó khăn. Có người chọn cách than thở, nhưng có người lại tiếp nhận nó với sự lạc quan, tích cực. Việc than phiền sẽ không chỉ khiến bạn mất đi năng lượng, mà còn khiến bạn mất phương hướng trong suy nghĩ cũng như hành động. Vì vậy, muốn thành công được thì hãy dừng sự phàn nàn lại. Khi bạn bớt phàn nàn và sẵn sàng chấp nhận đối mặt với những rắc rối một cách tích cực, chắc chắn bạn sẽ thấy mọi thứ đang dần trở nên tốt đẹp hơn và sự giàu có cũng sẽ chờ đón bạn phía trước. Trên đây là tử vi của tuổi Quý Sửu sinh 1973 từ nay tới rằm tháng 9 âm lịch 2024. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp ích cho quý khán giả. Cảm ơn quý khán giả đã xem hết video. Nếu thấy video hữu ích, quý khán giả đừng quên like, chia sẻ và ấn nút đăng ký kênh để cập nhật những video mới nhất từ chương trình. Chúc quý khán giả có một thời điểm mới luôn vui vẻ, hạnh phúc, bình an và gặp nhiều may mắn. Hẹn gặp lại quý khán giả ở những chương trình tiếp theo.